Chúa là ngọn đèn, rồi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng, xua tan màn đêm tối. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất con xin người khen cha vì cha đã giấu công cho bậc con ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn vâng lạy cha vì đó là điều đẹp ý cha cha tôi đã sao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ chúa cha cũng như không ai biết rõ chúa cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng suy niệm vừa khi lọt lòng mẹ đứa bé đã cất tiếng khóc tiếng khóc vang lên như là lời báo hiệu cho mọi người biết sự xuất hiện của mình và hơn thế nữa đó như một yêu cầu sự quan tâm của mọi người yêu cầu mọi người biết đến mình thuộc về bản chất của mỗi cá thể con người và được gọi là cái tôi. Từ cái tôi này sẽ lẩy sinh ra một khao khát thầm sâu. Khao khát địa vị, giàu sang, sanh vọng, chức quyền. Hiểu được nhu cầu này trong các chương trình giải trí truyền hình xuất hiện game show. Như là cách để đáp ứng khát vọng được nổi tiếng của con người. Mãi mê đi tìm sự nổi tiếng biết bao người đã đánh mất chính mình, đánh mất các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân, để sau cùng cảm thấy cô đơn chán trường và thất vọng về cuộc sống. Biết bao người nổi tiếng đã giải quyết các vấn đề cuộc sống bằng ma túy và cuối cùng là tự tử. Chẳng hạn các diễn viên, ca sĩ và biết bao nghệ sĩ nổi tiếng khác trong gới sâu biết đã tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời của mình và danh sách này có thể dài đến bất tận quả thế trường đời chỉ có thể tạo cho con người ta một chút vinh quang nhưng có thể sau đó lại cướp đi toàn bộ đời sống của họ đức giê xu xuất hiện người mở ra ngôi trường mới ngôi trường đào luyện con người để giúp họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thật ngôi trường jesus cũng giúp người ta nổi tiếng nhưng con đường đạt tới sự nổi tiếng ngược lại hoàn toàn với trường đời châm ngôn của ngôi trường jesus anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng đức giê xu giúp người ta tìm thấy sự nổi tiếng không bằng cách khoe mình nhưng bằng con đường khiêm hạ và hiền lành sự nổi tiếng không xây dựng bằng những lời tán tụng của thiên hạ nhưng bằng chính sự chiến thắng bản thân chiến thắng cái tôi cao ngạo bởi có kim hạ như giê -xu, người ta mới hiểu rằng cuộc sống chỉ thực sự đạt tới cùng đích của nó khi mình biết mình là ai mình hiện hữu để làm gì và đâu là cùng đích của cuộc sống với sự nhận biết này chúng ta mới thấy mình chẳng là gì cuộc sống của chúng ta mỏng manh dễ vỡ như hạt sương mai Nhìn lên thập giá Một cái chết bị xem như ô nhục Nhưng chính trong sự khiêm hạ của giê -xu, Người ta khám phá ra một tình yêu lớn lao Và rồi như Thánh Phao Lô đã quả quyết Khi vừa nghe danh Thánh giê -xu, Cả trên trời dưới đất Và trong nơi âm phủ Muôn vật phải bái quỳ sự nổi tiếng được kiến múc nơi trường Sê-xu là thế, quả thật chỉ có bài học kim cung của Đức Kitô mới có thể giúp ta tìm thấy một sự nổi tiếng mang tính vĩnh hằng, vì sự nổi tiếng không do con người nhưng do Thiên Chúa trao ban. Lạy Chúa Sê-xu. xin cho chúng con biết tôi luyện tính háo xanh để biết sống kim cung và hiền lành theo mẫu hương chúa đã sống và dạy chúng con vì chỉ có như thế chúng con mới tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thật dù cho đời thánh hiến của chúng con vẫn còn đó muôn vàn trong gai thử thách nhưng chúng con tin rằng trên hành trình chúng con đi có chú là người bạn đường Ngài ở cuối con đường để đón chờ chúng con Bao lo toan buồn phiền sẽ biến thành hoan lạc Bao gánh nặng cuộc đời sẽ trở nên êm ái nhẹ nhàng AMEN